Bộ Y tế Pháp thông báo nước này vừa ghi nhận các trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Một ca sống tại miền Tây Nam, hai ca sống ở miền Đông Nam. Cả ba đã từng đến Ấn Độ. Ba trường hợp này đều đã được cách ly. Các trường hợp tiếp xúc đã được truy vết. Cả ba bệnh nhân trong tình trạng ổn định, không có triệu chứng nặng. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến thể B.1.617 từ Ấn Độ với khả năng lây lan nhanh đã có mặt tại ít nhất 17 quốc gia.